Chào các bạn. Sáng sớm Lê Quang đem một cái bình bông này vào và nói là có người đem tới tặng cho ông ngoại. Xong rồi ta mới nhìn vô trong cái cạc này thì là thấy chị Hạnh Vũ tặng cho ông ngoại, giỗ của ông ngoại 1 năm. Trời ơi, cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Bây giờ 9 giờ sáng nè. 9 giờ sáng nè, đang đợi Lâm Trần tới để mình đi. Lâm tới rồi kìa. Thôi em đi nha. Bà Linh. Chào các bạn. Ra tối ngủ được mà Linh. Đi bộ, bà đi bộ mấy 2 vòng xóm của tôi về còn ngủ được mình lên. Ngủ ngon. Về cái buồn ngủ ngủ liền mà 6 giờ dậy. Mà kỳ này tôi không bị cháy múi giờ. Vậy hả? Không bị chắc lắc hả? Gì quá sắp thay rồi. đổi lại Sao lại vậy? Hay không vậy? nếu mà tôi không làm Hay gì là tại á. vì đúng rồi, tại vì bà đi cả ngày. Không, cô chừng 1 2 bữa nó sẽ bị á. Gì cơ? Mới Cô đầu hồi đâu? lúc trước tôi Hồi về đó tôi về hả? 5 6 giờ sáng tôi mới ngủ được. Còn giờ hả? Mới ngủ được. Xong rồi sáng dậy đi, cái tối về ngủ. Vậy quá hết rồi. Hồi đó mệt chứ mỏi. Năm nay chắc già nó đổi. Trời, tội nghiệp chị Hương ghê luôn á. Tự nhiên à. Ốm o gầy mò gãy dễ gãy xương người xíu à mà còn bị gãy tay nữa. chạy Trời ơi, cũng may gãy tay gãy chân biết sao bực bội ha, nhưng mà chắc người ta nói từ 3 6 tháng nhưng mà chắc cũng lành sớm à. Ủa, tối hôm qua chị nói chị ghé chị lấy đồ mà xong thấy chị ghé ta. Nhưng cái con nó bận nó không chở được. Để bữa nào ghé thăm chị thôi. Để coi coi bữa nay bận quá. Ghé thăm chị mua cái gì cho chị ăn. Bữa nay mai chị là đâu có nấu ăn được mà con đi làm. Ngày mai chắc mai rảnh rảnh ghé thăm chị. Đây, tiệm Ivy Trân. Đã đến đây, hoa của ông ngoại đây rè, bảo đảm luôn. Ôi ôi, cái lan đẹp quá. Ôi, cái lan này đẹp quá lên cái số cu thích cha sao vậy cha? Chắc không đi nguyệt. Cái này là một chị ở San Jose, chị Kistri Cao à. À, cái chân cao là tặng cái này hả? chia 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 sẻ là cầu nguyện cho với ông cho ông ngoại, Trời chia sẻ ơi. cùng gia đình chị Cam Thơ để cầu nguyện cho ông ngoại. Nhóm bông hồng xem héo. À, mầm sắm héo ở đây. Còn cái này cái chân ở cao. sang Jose. À, sang Âu Dê. Đúng Dạ. rồi. Còn này nhóm bông Nhóm hồng bông hồng sắm xem héo. héo đặt Dạ. hoa. Đấy. Trời Đó. ơi. Rồi rồi. Rồi hai cái bông ở cái bình trắng này á, là của chị không biết À, chị ghi tên gì hết, nhưng mà em nói là em cũng phải chị nói giấu tên, chị đâu thể nói được, giấu thêm chị giấu giờ tên. để chờ chút xíu em làm cho. Bây giờ đem đem bông ra mộ trước hả sơ, Dạ, ở kia lấy rồi xong mấy cái á. kia Cái ra ngày này nó mai bự quá, nó không có để được trên hai bi hai cái thì để bên dưới. để dưới thôi, Ừ. còn có bình nhỏ để hai Nè, bên mộ. hai bên là đây nè. Ủa, cái này Đó, của ai cái này sơ? là bó, còn cái đấy là hai bên. Không, hai bên nhưng mà Muốn cái lấy đít cái nào nó đây? nhỏ lắm. Đây à? Có ở bên ngoài mộ ông ngoại có Thôi, tóm lại hai cái hai chậu chậu thôi, chậu thôi, nó tóm lại hai cái lan trắng này được rồi, đúng không? Là một. Chứ em nói tóc em đuôi gà hả bạn? Tốt. À, không, hôm bữa mình đi mua tượng Phật cho chị Khanh á, đến cái tiệm đi kìa, nhớ không? Đúng rồi hả sơ? Cái có cái cô chủ á, cô nói phải cô Cam Thơ này là ân nhân của Ivy Đúng rồi. Trần. Trời Cô ơi, tiên thu. mà sao cổ biết? Cô có quen coi. với Sơn? Có quen.
cô có quen. Cô tiếng Thu, cô cũng Công giáo. Ngày hôm qua có ghé thăm cô chơi, cô nói là chị Công Thơ có giới thiệu ai đến á, mà chưa thấy đến. Ồ chắc bận lắm, cũng bận. Chị Khanh mua tượng Phật. Chị Khanh mua tượng tượng bà đó, lớn lắm, bà bận lắm. Thì thường thường là hay nói bên này cần bên kia, kia cần bên này. Thì ra quen. Thì có mấy người cũng hỏi cô em số điện thoại của sơ có nhắn. Dạ đấy, nhắn số này. Có cần hoa đặt gì hoa thì... hoa mộ đó. Quên em chưa đánh, mai mốt công tác cái hoa tạo mộ này, thì muốn lại hỏi xem này từ Việt Nam á. Đây có bán phân bón. Rồi cây hoa trái rồi bán cái mấy bữa sẽ bán cái hạt giống có phải cái gì đó, cây rau thơm. Có bán cái gì đây nè, tại đây có bán tôm khô nè. Còn vẫn còn hả sơ? Nè, ai muốn mua tôm khô Louisiana thì gọi cho sơ nha. Tám hết bán rồi. Bán lỗ vốn. Nghỉ rồi, bán rẻ, nghỉ vẻ rồi. Ai cần mua hoa, mua tượng gì đến ủng hộ sơ nha. Tượng bữa nay chậm quá. Hoa funeral nữa, nói vậy là... Hoa đám tang, sinh nhật, hoa tiệc, hoa gì cũng nhận đặt hết. Tiếng hoa lan này đẹp quá vậy sơ. Đó quá trời tượng đẹp luôn. Hoa lan nè, đặt chậu nè. Ở ngoài tiểu bang đặt cũng được nha các bạn. Có người nhắn tin tôi nè, vui lắm nè. Nè, Linh Trần dễ thương quá, ước gì giống Linh Trần. Hiền lành dễ thương, thương người dễ sợ luôn. Thương Linh Trần quá, yêu Linh Trần. Em cảm ơn chị. Sao biết chị? Chứ ai chẳng lẽ anh sao? Không có. Tự nhiên cái bà cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Rồi lỡ anh nào nhắn tin cho tôi thì sao? Yêu Linh Trần sao? Tự nhiên cái bà quyết định là chị luôn. Trời, các bạn. Anh á, anh hay yêu mấy người mà đẹp đẹp lắm. Trời, ngày hôm qua bà Linh bà gan ghê, bà dám chọc anh Hải nha các bạn. Ghê thiệt, gan quá ha. Ui, đâu phải vừa, cũng gan dữ lắm à. Hết hồn luôn á. Bạn không có gì thì mới chọc. Chọc anh Hải ha, coi như là mất cỡ luôn á. Bà không phải giận vừa đâu, là chưa cơn bà đó, chưa tới giờ bà đó. Chưa, chút xíu nữa chắc đi mộ ra về đói á. Hơi hơi đói rồi đó. Vậy chút nữa đi mộ về rồi ăn, ăn. Thật đơn đấm dỗ ngoại dữ lắm á. Nhiều món lắm á. Không biết là bao nhiêu món ha. Chắc chục món, mười mấy món. Mấy món. Nhiều mà. Để coi gỏi bê tái chanh nè. Vịt quay Bắc Kinh nè. Heo quay sữa bánh hỏi nè. Rồi nuôi xà bò nè, chả giò quả tiễn nè, gỏi rồi bún bò, bún bò nè, bánh bèo nè, bánh ướt tôm cháy nè, bánh khoái nè, cái gì nữa ta, khô mực nướng nè. Mấy cái đó là lắc nhác. Thì cũng tính món đi cho nó hoành tráng. Bacon nữa nè. Trời ơi, hết 10 ngón tay rồi đâu còn nữa đâu đến. Cơm chiên diêm châu không có. Không, có cơm chiên diêm châu. Bún bò. Rồi bánh cuốn thịt nướng nè.
rồi rau câu nè, bánh bò nướng nè, tráng miệng trái cây nè. Ghê không mà Linh? Ôi, đám dỗ ngoại hoành tráng luôn. Tại vì ông ngoại có tâm hồn ăn uống á, mình phải làm hoành tráng cho ông ngoại khoái, ông ngoại vui. Ông ngoại thích ăn uống. Ừ, ông ngoại hát nè. Ông ngoại thích nó hát nữa, bà phải hát cho ông ngoại nghe. Đi ra tới rồi. Hôm nay trời mát lạnh ha, mát sợ luôn. Thứ tư là người ta dẹp hết. Thôi bữa tôi ra đâu có được. Hồi xưa khác, còn giờ như khi thằng khác nó làm. Chứ chỗ nào cũng vậy á, thứ tư là bắt đầu nó dẹp hết à. Thì hôm nay thứ năm là bà mang hoa mới là vừa rồi. Phải. Nó dọn dẹp là để làm cái gì? Là nó dẹp hoa cũ đi đó. Nhưng mà tại hồi xưa cái thằng đó nó không dẹp cho bà, bây giờ nó thằng khác nó dẹp. Thì thứ tư dẹp thì thứ năm mình mang ra hoa mới là đúng, mà còn gì nữa không biết. Dẹp lâu chưa đó, má chưa có ra, con cắm bông cho má trước nha. Thế là để đợi má đó. Để cái bình lan lên, quay qua. Để hai bên hai chậu ha. Để cái màu tím luôn. Để luôn hả? Ừ, để cho nó che cái. Ngoài đường phải dơ à.
Đau lưng hả? Đau lưng hả? Không có đau lưng đâu. Đau chút chút à. Đau nhiều. Giờ ông ngoại đang nằm ở dưới đó rồi. Bây giờ đố bà, thân xác của ông ngoại bây giờ làm sao? Người ta đâu có về người ta kể được ha. Đâu có ai biết đâu. Không có ai biết là chết đi sẽ như thế nào ha. Thịt nó vẫn còn. Đến lúc mà mở hòm ra, theo tôi nghe được thôi, chứ đừng la em nha. Là mở nắp hòm ra, bắt đầu thịt nó mới chảy ra, nó tan đi á. Có không khí á, còn xương. Chứ bây giờ là nó còn da. Thì quần áo quần vẫn để nguyên một bộ vậy đó. Mấy chục năm sau nó vẫn còn. Coi như là nguyên bộ vậy đó. Lúc mà người ta bốc mộ. Bốc mộ là còn quần áo luôn, y khuôn vậy đó. Dĩ nhiên quần áo là phải còn ha. Xương thì còn xương thôi. Mà như xương đàn bà nó màu đen. Màu trắng. Tại đã bốc mộ bà nội tôi ngoài Bắc tôi về tôi bốc á. Mở lên á, trời xương đen thui mà nó cũng xê dịch. Tại nước nó vô á. Xong mà nó cũng sống xanh á. Cũng xương á, nó chạy tùm lum ở trỏng á. Còn ở đây đất khô chắc nó nằm im. Là ở Việt Nam thì người ta nói là bốc mộ đi thiêu á hả? Cái đất đó người ta mua không. Ở ngoài hồi xưa ngoài Bắc á thì là 3 năm người ta cải táng, người ta mang đi thiêu xong người ta chôn lại. Còn mình mà về bốc mộ á là mình bốc lên cái mình mang hài cốt á, mang thiêu xong rồi mình bỏ vô cái hũ cho. Chứ thường thường là đâu có ai bốc mộ, là tại vì bốc mộ là bởi vì cái miếng đất đó người ta. Thứ nhất là giải tỏa. Giải tỏa. Thứ hai là nhiều khi người ta về Việt Nam đi, người ta mang cái hài cốt đó mang qua Mỹ để người ta chôn chung với cái người bên đây. Nhiều khi ông ở Việt Nam, bà ở bên đây muốn chôn chung là phải bốc mộ thôi. Bây giờ ông ngoại trên đó, ông ngoại đã nói sướng rồi thì ông ngoại đâu cần bánh bèo, bánh khoai, bánh gì đâu. Tại mình nhớ thì mình mua thôi. Chứ không, sướng ông ngoại đâu còn biết cái gì món ăn nữa đâu. Nhưng mà bữa ông ngoại nhắc các bà. Bữa ông ngoại nhắc ngoài đây nè, cái ông Eric nó gọi ngoại tôi nhắc là ông ngoại thích cái ăn cái bánh ở Ngựa Bình, ở Việt Nam á. Bánh khoái. Bánh khoái. Má kêu vừa đưa luôn cái ơi, mai đám dỗ ba. Thôi, con ra thăm ba. Rồi
ba nhớ phù hộ cho má nha, các con nha, rồi các cháu nữa, ba nhé, ba nhớ phù hộ nha. Ba giờ là sung sướng quá rồi, giờ ba phải phù hộ cho gia đình mình nha ba. Ngoại đẹp quá. Vậy là cùng năm rồi, cùng là ngoại đẹp quá nha. Nhưng mà năm thấy cùng lâu thì câu cái hình này ông ngoại muốn miếm nhìn phúc hậu ha, hình về sau này nó mới hình này là có những ổng mập nhất trong cuộc đời đó. Cái lúc mà ăn được nhiều nhất á, đúng rồi, cái hình xưa rồi ốm rồi. Má cảm nhận cho ba đi. Hôm mai phải hẹn giờ. Cũng có lạnh chút chút. Ngày mai là ngày đúng ngày dỗ ba, cũng phải ra được thân cho ba nha. Mấy giờ mình ra nè? Tùy má à. Sáng nó muốn ra giờ nào nó ra. Ngày mai chắc mình đọc kinh Măng Côi. Mai đọc dài hơn. Dạ. Ngày mai đọc kinh Măng Côi với lại lòng hy sót ha. Mai đâm ghế. Ông ngoại nhớ phù hộ cho anh Phúc nha. Chủ nhật nào em cũng nghe được sướng tên trên nhà thờ hết, thành ra ông ngoại nhớ phù hộ nha. Đây là có một cái găng tay. Có một cái găng tay vậy. Còn cái găng tay trên xe. Ngoại thương cầu phúc nữa. Mỗi tuần là cầu nguyện cho cầu phúc. À. Đây. Rồi đi đi thôi nó. Đó, thấy chưa? Anh Phúc là cái niềm vui của bà ngoại nha. Anh Phúc phải làm sao đó. Đi chợ. Hôm nay thắp nhang cho cái mộ kia kìa. Hai cái nhang người ta bị tắt lên, hai anh thắp. Khơ con về. Ừ, nó bay khơi. Coi Linh con về. À, bay khơi. Bay khơi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ủa, hôm qua làm sao má? Má ngủ được không má? Ngủ 10 giờ dậy, 9 giờ ngủ, 10 giờ dậy.
Vậy năm ngoài sắp bèo luôn. 2 giờ sáng. Trời ơi. Ngủ lại cái bực mình quá ra uống đi sữa nóng vô ngủ tiếp. Rồi anh Phúc làm sao? Có thấy anh Phúc ngủ được không? Anh Phúc ngủ, anh Phúc ngáy quá trời. Thấy chưa? Nó đâu cho sao ngủ. Má cho anh Phúc ngồi ngủ chung phòng má làm chi, má phải để trải đồ ngoài chỗ ba cho anh Phúc ngủ với ba. Thôi trời ơi, còn cái ở giữa kìa anh Phúc lấy mẹ, lấy ấn nó vô luôn đi đó. Rồi cái gì nó nín rồi đó. Trời ơi, tao ngồi vô mới bắt chứ không ngồi không bắt ngồi sẽ điên. Rồi anh Phúc với má xuống xe nha. Ờ quên trời, đúng rồi quên anh ơi, về nhà mình đó. Lấy xe quên vô ngoại vô à. Xù xù luôn rồi nè. Đâu có đâu cô, sao? Bye bye. Như Quang đã đi chơi. Bye bye chú. Bye bye con. Đừng có dắt ổng đi nhậu nha. Nhậu gì? Đúng là chơi đi chú ơi. Rồi mình đi ăn phở hoa xoang nha. Bánh ly. Bánh ly bị trầm cảm chưa? Trầm cảm rồi. Vậy đi, giờ nha. Đi chữa bệnh. Chữa bệnh trầm cảm cho bánh ly nghe. Ok. Rồi clip đã. Chưa có dài mà. Đâu có, từ sáng giờ. Ủa vậy hả? Ok. Bây giờ mình sẽ hẹn gặp lại clip sau đi ăn phở hoa xoang chữa bệnh trầm cảm cho bánh ly nha. Bye bye. Bye bye. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.